Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con kính chào chư vị thiện hữu tri thức. Đây là chương trình học Phật cùng thầy. Hôm nay con kính trả lời câu hỏi tiếp theo của cái series Vipassana thực tập thiền. Hôm nay là phần quán thân trên hơi thở. Thì một Phật tử hỏi con: làm sao thực tập quán hơi thở theo lời của Phật dạy? Thì để tìm niềm vui và hạnh phúc ở trên đời, thưa quý vị, nên tránh hai đối tượng. Một là con người, hai là vật chất. Vì sao? Vì con người phức tạp và vô thường. Vật chất không phức tạp nhưng cũng vô thường, nên dính mắc vào những thứ vô thường, nó làm cho mình hụt hẫng, trống vắng, rồi đau khổ thôi. Vậy tìm niềm vui và sự sống ở đâu? Hãy tìm đến công việc ấy. Đối với ngoài đời thì công việc đó là tìm danh và lợi. Danh lợi cũng làm cho mình đau khổ vì cái bản ngã của mình được nâng lên hay đẩy xuống. Cho nên chỉ có một cái loại công việc đặc biệt và đó là tối thượng thừa hưởng thụ của kiếp người. Đó là tu tập, tức là làm cho cái sự nghiệp tâm linh mình lớn mạnh mỗi ngày. Và Đức Phật đã biết được điều này. Ngài không tìm được hạnh phúc đối với cao lương mỹ vị, vợ đẹp, con ngoan, cung vàng, địa ngọc, nên Ngài đã bỏ vào rừng. Vào rừng Ngài làm gì? Ngồi gốc cây, làm gì? Thở. Và nghệ thuật thở của Đức Phật chia thành 16 hơi thở và cống hiến cho chúng ta một món quà tuyệt vời. 16 hơi thở đó của Phật là món ăn của bậc tỉnh thức. Chúng ta là con của Phật, ít nhất 1, 2, 3 hơi thở đầu, ít nhất là 4 hơi thở đầu chúng ta phải hiểu và thực tập theo. Tại sao Đức Thế Tôn là bậc thầy của trời người, bậc giác ngộ toàn vẹn, là dạy chúng ta những điều khá đơn giản, chỉ là hơi thở mà không cái gì cao siêu? Bởi vì thực chất thế này. Tại sao phải là hơi thở? Vì giả dụ như con nói, quý vị thử nghĩ tới hình ảnh của một người thương của mình đi. Lập tức quý vị có kỷ niệm về họ, đúng không? Quá khứ sẽ xuất hiện liền. Và quý vị nghĩ tới một cái đại dương mênh mông đi, hay chỉ là một ngọn núi vững chãi, lập tức suy nghĩ quý vị sẽ dừng lại. Ngọn núi nó dừng suy nghĩ quý vị lại, nhưng ít nhất nó còn một cái hình ảnh trong đầu quý vị, nhớ ngọn núi đó. Nhưng bây giờ con nói quý vị hãy nghĩ tới cái hơi thở của mình đi. Hơi thở quý vị không thể nghĩ tới được, vì nó không có đối tượng hình ảnh và nó chưa bao giờ là quá khứ. Cho đó suy nghĩ rất màu nhiệm. Khi nghĩ tới suy nghĩ là lập tức suy nghĩ dừng lại, và tâm quý vị chỉ có đang ở đây và bây giờ. Vì sao? Vì suy nghĩ chưa bao giờ là quá khứ. Con xin lỗi, vì hơi thở chưa bao giờ quá khứ và tương lai. Hơi thở lúc nào cũng hiện tại. Nên đưa tâm về hơi thở, lập tức tâm thoát ly toàn bộ một mớ dây mơ rễ má của cái tôi tự ngã tạo nên câu chuyện của nó, và nó trở về với cái hiện tại bây giờ và ở đây. Nhưng quý vị sẽ thấy cực kỳ khó, bởi vì cái thói quen của mình không ở hiện tại nhiều. Nó không kết thân như làm bạn với hiện tại. Nó tri kỷ với quá khứ, với luân hồi, sinh tử và câu chuyện của cái tôi. Cho nên khi về đây, không có cái gì bám lấy hết, cái tôi nó không có chịu. Và nó muốn nói là, thôi đừng có thở nữa, công việc phải làm, phải dàn xếp tương lai, quá khứ vân vân vân. Và quý vị bước thứ nhất, đừng có tin vào cái tâm của mình khi nó nói, nó dạy mình là phải chạy trốn khỏi hơi thở. Bước thứ nhất, hãy hỏi mình có đang thở hay không. Và đừng có trả lời, và hãy lắng nghe, à quan sát, biết mình đang thở. Vì hơi thở là một công cụ tuyệt vời, một phương diện, một chiếc cầu tuyệt vời để nối cái thân và tâm này. Khi mình biết mình thở, lập tức mình đang hiện diện. Cái bước thứ hai, suy nghĩ mà nó xuất hiện, mình nói nè, à ta biết rồi, suy nghĩ rất là quan trọng, nhưng mà để đó, ta sẽ trở lại với suy nghĩ sau. Bây giờ ta tạm thời ở với hơi thở cái đã. Hai bước đó nhớ làm. Bây giờ tiến vào bốn cái hơi thở, bốn hơi thở mà Phật dạy ở trong kinh Anapanasati, tức là quán niệm hơi thở. Cũng như là bốn hơi thở đó Phật dạy trong Satipatthana, tức là kinh tứ niệm xứ, kinh thứ 10 ở trong Trung Bộ Kinh. Rất là quan trọng bốn hơi thở này. Vậy ta phải biết để thực tập theo cái lời chỉ dẫn của Đức Phật. Con giải thích theo cái quan niệm và cái tu tập của riêng con. Vậy nó không phải là của Phật đích thân dạy nhé. Bốn hơi thở mà Phật dạy là hít vào thở ra dài, hít vào thở ra ngắn, là hai hơi thở. Cái thứ ba là toàn thân hơi thở hít, toàn thân hơi thở thở. Toàn thân của hơi thở nhé, con nhấn mạnh, chứ không phải toàn cái thân này rồi với hơi thở. Cái thứ tư
là làm cho hơi thở vào dịu nhẹ. Hít làm cho hơi thở ra dịu nhẹ. Thở. Khi mình chú tâm vào hơi thở thì để tâm trên hơi thở nhưng mà vẫn biết rất rõ ràng những gì đang diễn ra của cảm thọ trên hơi thở và của cái tâm của pháp, những gì đang diễn ra trong thân tâm của mình, mình rõ ràng biết hết cùng với hơi thở một lúc đấy, thì cái đó gọi là dùng hơi thở để tu tuệ. Nhưng mà mình chỉ chú tâm trọn vẹn vào hơi thở thôi, tức là dùng hết cái sự chú tâm của mình vô một điểm của hơi thở thôi, và mình không để ý tất cả các hiện tượng thân tâm khác, cái đó gọi là tu định trên hơi thở. Như vậy cũng là hơi thở nhưng mà ta tu định được, ta tu tuệ được. Và Phật dạy chúng ta trong kinh Tứ Niệm Xứ là dùng hơi thở để tu tuệ chứ không phải tu định. Vậy làm sao để đạt được cái hơi thở hít vào dài, thở ra dài? Quý vị thử làm đi. 2 phút mà quý vị giữ được tâm hít vào và không một hơi nào mà quý vị không biết nó vào mà nó dài hay nó ngắn hết. Thở ra mà không một hơi nào quý vị không biết nó dài hay nó ngắn hết là giỏi lắm đó. 2 phút thôi, con làm rồi và cảm thấy rất khó khăn. Tức là đó là hơi thở đầu tiên đó nha. Vì sao vậy? Bởi vì mình chưa có làm được cái bước nền tảng cơ bản, đó là chưa có để cái tâm mình quay về hiện tại và kết thân với ở đây và bây giờ. Tức là trước khi biết hơi thở vào và dài ra ngắn này nọ thì ta phải biết cái bước này nè, tức là nhìn ngón cái nữa, cho là ngón cái là ngón thực tập ban đầu để chuẩn bị đi, thì cái ngón cái này là hít vào biết, thở ra biết. Làm như vậy 10-15 phút trước cái đã, không ít nhất là 2 phút trước cái đã. Vào biết, ra biết, giống như là mình ở nhà bếp, mình đang dọn dẹp, có một vị khách, tôi mới vào chơi nha anh chị. Họ vào nhà, mình đang bận công việc, mình không để ý. Thôi tôi về nha anh chị. Mình biết, tức là vị khách vào biết, vị khách ra biết. Và mình không biết vị khách đó là ai, ngắn dài, nam nữ, thân hay không thân gì cả. Thì đó là hơi thở vào, hơi thở ra. Nhưng khi mình biết 5, 10, 15 phút cái hơi thở vào và ra rồi, một cách tự nhiên thôi quý vị nè. Chứ Đức Phật dạy rất là hay, biểu mình thay vì bật cái kênh suy nghĩ thì bật cái kênh quan sát, và cái đối tượng nó cần thiết đó là hơi thở để cho mình quan sát. Thì khi mình quan sát một lúc lâu trên hơi thở đủ định ấy, thì mình sẽ thấy được, à mình quan sát, ồ anh mới vào hả, mình thấy vị khách đó là nam hay nữ, già hay trẻ, là mình thấy cái hơi thở nó rõ hơn là vào dài hay ra dài, vào ngắn hay ra ngắn. Và khi mình ngồi với hơi thở dài ngắn và đủ định đủ lâu, ít nhất là 1 tiếng đấy quý vị, và 2-3 lần như vậy đó, thì quý vị mới bước tiếp tự nhiên một cách thôi, quý vị sẽ thấy được cái điểm vào của hơi thở nó mới bắt đầu ngay chỗ trên cái môi trời nè, rồi nó bắt điểm giữa của hơi thở, có thể nó đi xuống mà mình cảm nhận được, và cái điểm kết thúc của hơi thở, và đó gọi là toàn thân của hơi thở đấy. Khi quý vị ngồi đủ lâu một khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ hay 45 phút mà không một hơi nào vào mà quý vị không thấy được 3 điểm đó của hơi thở, không một hơi nào ra mà quý vị không thấy được 3 điểm đó của hơi thở ra, thì cái đó gọi là thành tựu hơi thở thứ 3. Khi mà thành tựu được hơi thở thứ nhất, ngồi 45 phút mà không một hơi nào vào mà không biết nó dài ngắn, không một hơi nào ra mà không biết nó dài ngắn, cái đó gọi là thành tựu hơi thở thứ nhất. Hơi thở thứ 2, nếu quý vị ngồi 1 tiếng đến 45 phút, 45 phút đến 1 tiếng mà không một hơi thở nào vào ra mà quý vị không biết nó ngắn, không một hơi thở nào vào ra mà quý vị không biết nó ngắn hay nó dài, cho đến hơi thở thứ 3 mà quý vị phân biệt được 3 cái đoạn nó như vậy một cách rõ ràng cho từng hơi thở vào ra, thì thành tựu 3 hơi thở đó rồi, thì tự nhiên quý vị sẽ tiến tới hơi thở thứ 4. Đó là không phải làm cho hơi thở nó dịu nhẹ hết, không phải làm cho hơi thở nó dịu nhẹ thở đâu, mà lúc này tự nhiên, một cách tự nhiên, hơi thở nó sẽ dịu và nhẹ, và quý vị biết điều đó. Quý vị sẽ biết, hơi thở nó dường như biến mất. Quý vị ngồi cả tiếng hay 45 phút mà dường như hơi thở không còn nữa. Đó gọi là thành tựu hơi thở thứ 4. Mà không phải do làm. 3 cái hơi đầu á, thì có vẻ làm. Nhưng cái hơi thứ 4 là kết quả tự nhiên. Nhưng cũng không phải làm luôn. Mà đó là quan sát. Bật cái kênh thay vì suy nghĩ. Bật cái kênh quan sát. Và đối tượng quan sát là hơi thở. Đơn giản. Và phải kiên trì, hết sức kiên nhẫn. Mỗi lần mà nó đi khỏi là mình phải, thôi từ từ, để đó đi, quay về với hơi thở. Đừng có bực tức khó chịu, đừng có căng thẳng, hồi hộp, vội vàng,
và đừng có kiểm soát hơi thở. Cho phép mình những gì mình làm là nó trở về. Thôi cảm ơn nhưng mà để đó từ từ. Trở về với hơi thở. Kiên nhẫn 5 phút thôi và 10 phút thôi. Đừng có làm cả tiếng đồng hồ. Chưa ngồi thiền mà ngồi cả tiếng. Tâm của mình nó loạn, nó rối. Và mình cảm thấy thiền rất khó. Thiền nó không khó. Chỉ có mình không cho thiền nó biểu hiện qua con người mình. Mình cản trở, mình không cho, mình làm khó như thiền thôi à. Nên hơi thở của Phật là hơi thở có cái tỉnh thức. Thì lập tức bao nhiêu cái thứ rắc rối, dây mơ, rễ má của cái câu chuyện của cái tôi, nó bị buông qua một bên. Và tâm của mình, khi quý vị hít, khi mệt quá quý vị làm sao? Thở hơi ra. Vì sao? Vì như vậy quý vị cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu ngay lập tức. Tức là hơi thở rất mau nhiệm, cho ta năng lượng phục hồi nhanh chóng lắm. Tức là bình yên đấy. Và khi nhìn sâu vào hơi thở quan sát, chúng ta sẽ thấy được cái hơi thở nó ngắn hay nó dài, nó nhanh hay nó chậm, nó sâu hay nó cạn, nó mát hay nó ấm, nó bên phải hay nó bên trái, nó ngắn hay nó dài. Và quý vị chưa có thiền hơi thở, quý vị không biết. Khi quý vị thiền, quý vị thấy à, nó ngắn rồi nó cũng đi, vô thường. Nó dài rồi nó cũng đi, vô thường. Nó ấm rồi nó cũng, nó đến rồi nó cũng đi. Nó lạnh, nó đến rồi nó cũng đi, vô thường. Chỉ cần thấy được cái vô thường trên hơi thở thôi quý vị sẽ cảm thấy bình yên vô cùng và tâm mình vô tư lự ngồi đó và ngày càng sâu hơn, giống như nước. Cái chỗ nào thấp sẽ chảy vào, theo đó mà 16 hơi thở sâu sẽ cứ tiếp tục một cách tự nhiên đi vào. Tâm của mình nó như vậy quý vị. Khi mà nó tìm được cái sự ngọt ngào, nó sẽ quay về và nương nấu. Và đó là cách tuyệt vời để đi sâu vào trong tâm thức. Kính mong cảm hứng được tu hành nhiều hơn. Nam mô A Di Đà Phật.